Hôm nay là thứ ba ngày mùng 2 tháng 7, và tao luyện tập shadowing qua bàn trên Tony Dani YouTube. Bắt đầu nhé. Nếu thì Nếu nếu thì thì nếu thì nếu thì nếu もthì し試験を受けていたなら合格していたと思う。Nếu tham gia thi nếu thì tham tôi gia nghĩ thi tôi đã đậu thì rồi. tôi nghĩ tôi đã Nếu đậu tham rồi. gia thi thì tôi nghĩ tôi đã đậu rồi. Nếu tham gia thi thì tôi nghĩ tôi đã đậu đậu rồi. Nếu tham gia thi thì tôi nghĩ tôi đã đậu rồi. Nếu tham gia もし彼が社長でなかったなら、会社は潰れていたと思う。Nếu anh ấy Nếu không anh phải ấy là giám không đốc phải thì là tôi giám nghĩ đốc công thì ty đã tôi sụp nghĩ đổ công rồi. ty đã Nếu sụp anh đổ rồi. ấy không phải Anh là không giám phải đốc là thì giám tôi đốc nghĩ thì công tôi ty nghĩ đã công sụp ty đổ đã rồi. sụp đổ もし rồi,留学sụp しなđổ かっrồi. たなら、今頃は国で結婚しているだろう。Nếu không đi du Nếu học không thì đi bây du học giờ ở thì nước bây tôi giờ chắc ở đã nước kết hôn tôi rồi. chắc đã chết hôn rồi. Nếu không Nếu đi du không học đi du thì học bây giờ thì ở bây nước giờ tôi ở chắc nước đã kết tôi hôn chắc rồi. đã chết hôn rồi. Nếu không đi du học thì bây giờ ở nước tôi chắc đã chết hôn rồi. たとえもし何々だとしても。Giả sử là thì Giả cũng. sử là Giả thì sử cũng là thì giả cũng. sử là thì cũng giả sử là thì cũng たとえもし休みが取れたとしても、旅行には行かないつもりです。Giả sử là giả lấy được sử ngày nghỉ là thì tôi cũng lấy không được định đi ngày du lịch. nghỉ thì tôi cũng không định du lịch định Giả sử đi là du lấy lịch được ngày nghỉ thì nghỉ tôi thì cũng tôi không định cũng đi không đi du du lịch. lịch. Giả sử là lấy được ngày nghỉ thì tôi cũng không định đi du lịch. たとえもしお金がたくさんあったとしても、そんなものは買わない。Giả sử là có nhiều Giả tiền thì sử tôi là cũng có không nhiều mua tiền cái thì đó. tôi cũng không mua cái đó. Giả sử Giả là có sử nhiều là tiền có thì nhiều tôi cũng tiền không mua thì cái tôi đó. cũng không mua cái đó. Giả sử là có nhiều tiền thì tôi cũng không mua cái đó, không mua cái đó. たとえもし決勝戦に残ったとしたって、優勝は難しいでしょう。Giả sử có đến Giả được vòng chung sử kết thì chiến có thắng cũng đến sẽ rất được khó bốn khăn. chuyện kết thì chuyện thắng cũng sẽ Giả rất sử khó có đến khăn. được vòng chung kết thì chiến thắng cũng sẽ rất khó khăn. Giả sử có đến trước vòng chuyện kết thì chiến chiến thắng cũng sẽ rất khó khăn. Giả sử có đến được bốn chuyện chết thì chiến thắng cũng sẽ rất khó khăn. もしかすると何々かもしれない。Có lẽ là có khó khăn lẽ năng là là có khả có lẽ năng là là có khả năng là có khả năng là もしかすると彼の話は嘘かもしれない。có khả năng có câu khả chuyện của năng anh ấy là câu nói chuyện dối. của anh ấy là nói dối. Có khả Có năng câu khả chuyện của năng anh câu ấy chuyện là của nói anh ấy dối. là nói dối. もしかするとあそこに座っている人は有名な人かもしれない。có khả năng Có người khả đang ngồi ở năng chỗ người kia là đang người nổi tiếng. ngồi ở chỗ kia là người nổi tiếng. có khả năng Có khả người đang năng ngồi ở người đang chỗ ở kia là người chỗ nổi kia tiếng. là người nổi tiếng. もしかすると、明日は
忙しいかもしれない。Có lẽ ngày mai sẽ bàn rồi. Có lẽ ngày mai sẽ bàn rồi. Ok, mời chú cả. Chết tức.